Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định mỗi người chúng ta cần phải được tái sinh bởi ơn trên. Không phải chúng ta chỉ được tái sinh khi chịu phép rửa tội, mà ngay trong đời sống Kitô hữu hằng ngày, chúng ta cũng cần được đổi mới, được sinh lại trong Thánh Thần. Trước hết, đổi mới không phải là dễ. Nicodemo được coi như một viên chức Do Thái, thuộc hàng có thế giá trong dân Israel, nhưng ông lại lúng túng trước vấn đề Đức Kitô đặt ra là con người cần phải sinh lại bởi ơn trên. Câu hỏi của ông có vẻ ngây ngô. Làm sao có thể sinh lại từ lòng mẹ đối với một người đã già cả như tôi? Xét về mặt sinh học thì quả là điều đó không thể xảy ra được. Nhưng điều này cũng phản ánh tâm trạng của ông khi phải đổi mới con người mình, khi mà mọi sinh hoạt đã trở thành nề nếp và ăn sâu vào trong tâm thức của ông. Hình ảnh này nói lên sự nản lòng của một người trưởng thành trước cố gắng cần thiết để canh tân về mặt thiêng liêng. Không riêng gì Nicodemo, mà ngay cả chúng ta ngày hôm nay cũng vẫn còn cảm thấy nỗi khó khăn ấy khi phải gột bỏ não trạng, nề nếp và bề thế của mình, khi phải sửa đổi cung cách con người mình, khi không được làm theo ý riêng hay sở thích của mình. Ấy là chưa kể chúng ta đã quyết tâm thay đổi đời sống, mà rồi trong thực tế cứ tái phạm, cứ phải vươn lên không ngừng. Nicodemo đã phải hạ mình lén gặp Đức Giêsu vào ban đêm để thỉnh ý Chúa Giêsu về những điều hay lẽ phải, thì cũng là đã cố gắng lắm rồi. Thế nhưng Đức Giêsu lại còn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa, phải sinh ra từ ơn trên. Nếu chỉ có cố gắng của con người thôi thì cũng chưa đủ để biến cải con người mình, mà cần phải đón nhận ơn trên phụ giúp mới có thể thăng tiến đời mình. Như thế cần phải được tái sinh trong Thánh Thần. Mỗi người chúng ta đã chịu phép rửa, nghĩa là đã được tái sinh trong Thánh Thần. Như vậy, chúng ta có cần phải tái sinh nữa không? Chúa Giêsu khẳng định với Nicodemo rằng Thánh Thần tự do như gió thổi, không ai nhốt kín được luồng gió,
và cũng không thể chỉ hít thở bằng một luồng gió nhốt kín ấy. Thánh thần là sinh lực luôn luôn mới mẻ, luôn luôn thay đổi để trở nên xinh đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Nếu chúng ta bằng lòng với những nề nếp đạo đức sẵn có của mình mà không cầu tiến, thì vẻ đẹp của con người chúng ta cũng chỉ là cái đẹp cứng nhắc, già cỗi và lão hóa. Đối với người Kitô hữu chúng ta, sức mạnh đổi mới ấy chính là thần lực của Chúa Kitô phục sinh. Chúa Thánh Thần sẽ tác động và kích thích tự do của chúng ta, nhưng không ràng buộc chúng ta. Cũng như gió, bình thường, không thổi mạnh đến nỗi chúng ta không cưỡng lại được. Nếu chúng ta để cho thần khí Chúa Kitô thổi, chúng ta sẽ thưởng nếm được hương vị ngọt ngào và thanh thoát của trời cao. Nghe lại cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Nicodemo hôm nay, chúng ta cần mở lòng để cho Chúa Thánh Thần tác động và năng cầu xin Thánh Thần trợ giúp để biến đổi con người và cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta tin vào sự tác sinh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ yên tâm vì biết rằng chuyển động của Thánh Thần thúc đẩy chúng ta, lôi cuốn chúng ta, kéo chúng ta hướng tới Thiên Chúa cùng với mọi người anh chị em. Xin cho chúng ta được ơn biến đổi hằng ngày để được trở nên con người thánh thiện nhờ ơn Chúa thanh tẩy.